Mến chào quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc đang có mặt tại đường nhánh của đường TX 14 để giới thiệu tới quý anh chị một căn nhà một trệt một lầu có diện tích là ngang 4 và chiều sâu là 12, được chủ mới vừa gửi cho Phúc bán với giá là 1 tỷ 250 triệu. Đây là đường dẫn vào căn nhà của chúng ta. Đường trước nhà của chúng ta có chiều ngang là 2m và đây là căn nhà của chúng ta. Căn nhà có chiều ngang là 4 sâu 12, chủ gửi bán với giá là 1 tỷ 250 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ nha. Bây giờ Phúc sẽ quay cho quý vị xem căn nhà. Phía trước chúng ta có một cái hành lang phía trước khoảng 2m được gào sắt hết để bảo vệ căn nhà của chúng ta. Chúng ta có thể dựng được 3-4 xe máy. Và tiếp tới là một lớp cửa 4 cánh. Phía trong thì cũng được phòng khách thì được chủ lót gạch lên hơn 2m. Và đây là cầu thang dẫn lên tầng trệt phía trên. Tầng nhà thì cũng được chủ làm bằng thạch cao và đèn chiếu sáng. Tiếp đến là chúng ta sẽ có một phòng ngủ. Phòng ngủ này có diện tích là ngang 3m và chiều sâu là 4m. Cũng được chủ dán gạch cao lên 2m, rất là sạch sẽ. Mà bây giờ chúng ta sẽ tiến về phòng bếp. Phòng bếp, kế bên phòng bếp là một cái nhà vệ sinh, cũng được chủ dán gạch lên 2m. Nhà thì mới 100%, quý anh chị chỉ cần dọn vào là ở ngay. Nhà thì nằm ở gần bên chung cư BCT, từ vị trí căn nhà của chúng ta ra tới quốc lộ 1A khoảng 500m và về Gò Vấp khoảng hơn 1 km, về sân bay Tân Sơn Nhất là khoảng hơn 4 km. Xung quanh bán kính khoảng 2 km chúng ta có chợ, trường học, siêu thị, đồ đầy đủ. Đây là cầu thang thông lên tầng lửng. Cầu thang thì được chủ lót đá hoa cương và tay vịn bằng gỗ căm xe và kính cường lực 10 ly, rất là chắc chắn. Phía tầng lửng trên cũng được gia chủ dán gạch. Gia chủ cũng chừa một khoảng nhỏ để chúng ta để một cái bàn thờ. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn xuống dưới, căn nhà rất là thoáng nha quý anh chị. Nơi đây chúng ta có thể để một tủ thờ để thờ ông bà. Và trên tầng lửng này chúng ta cũng có một nhà phòng ngủ và một phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà, hãy liên hệ tới Phúc theo số điện thoại ngay trên góc màn hình nha, để được tham quan căn nhà và gặp trực tiếp chủ để chúng ta làm việc về giá cả. Nếu thấy video hay, quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông tin về đất và nhà ở quận 12. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.